Em Tony Tiến xin chào quý anh chị bà con nhé. Đây quy trình bọn em sẽ thay cái con ong chúa, cắt mủ ong chúa kia đi mà thay con chúa này quý anh chị nhé. Đây ạ. Con chúa đang để trong giọ đây quý anh chị. Rất mong quý anh chị bà con chúng ta xem và ủng hộ em Tony Tiến nhé. Đây em sẽ để con chúa đây. Đây anh đang cắt cái mủ chúa, có mủ chúa quý anh chị nhé. Đây có mủ chúa đang già đẹp đấy. Cần gửi không anh Trường? Đây quy trình con chúa này em cắt mủ chúa là con lấy con mủ chúa này để thay thế quý anh chị bà con chúng ta nhé. Đây mủ chúa đây ạ. Con chúa đây nó nở, mới vừa nở xong, cận cảnh em vừa quay xong. Giờ anh đang cắt cây mụ chúa đó. Em sẽ hướng tới quý anh chị bà con chúng ta xem ạ. Ô, từ đây quay ngược màn hình. Em xin chào quý anh chị ạ. Đây ạ. Anh đang cắt cái mụ chúa đấy. Đây con chúa đây quý anh chị nhé. Đây là quy trình cách thay chúa. Rất mong quý anh chị bà con này xem nhớ ủng hộ em Tony Tiến nha. Từ nãy giờ quay hôm nay thì máy nó đầy quá. Phải chiến cái cấp tạo à. Đây phá luôn quý chị nhé. Cái đàn này là có mủ chúa nên chúng ta nên bà em tách đàn ra mà. Đây nhá quý anh chị ạ. Đây thùng thầy xanh đây. Hai thùng xanh đây. Bên đây một thùng xanh quý chị. Bên đây một thùng xanh. Bên đây một thùng xanh nhé. Chúng ta tách đàn trong xong đấy nhé. Đàn này có chúa sẵn rồi ạ. Đàn này có mủ chúa đây, em cắt đây cái mủ chúa đây ạ, đang để dưới nắp tôn đây ạ. Trắng trắng đấy các chị, nó cũng già đầu rồi, nên này sắp nở rồi đấy anh chưa. Cái nở nào, cái mủ nào trước nở trước đẹp trước thì chúng ta bỏ luôn cái gì nhá, bỏ vào cho ong nó nhanh hơn. Mủ này đợi 1-2 ngày nữa để nó mới nở ra thì chúng ta mất thời gian hơn. Bà con chúng ta nên tận dụng cái thời gian để nuôi ong để sao cho phát triển, ong nó để càng nhanh càng sớm càng tốt quý vị nhé. Đó anh đang cắt hết rồi, anh đang kiểm tra một cầu đi xem có mủ chúa nữa. Anh còn một hai cầu đây quý vị nhé. Đây đàn ong chúng ta tách hai cầu ạ. Anh đang tác nghiệp và nghe có điện thoại anh phải chạy vào quý vị nhé. Như quý anh chị thấy thì đây trang trại của ông, ong của anh thì cũng vừa khoảng ba mấy 35 ổ quý chị nhé, mới được 35 ổ ạ. Anh chị đàn thích 35 ổ đó. Lại tách đàn ai nhé? Đang tác nghiệp đây mà có anh bạn lại bị tách đàn quý chị nhé. Xử lý đợi một đây bọn em cho em xử lý nhiều lắm chứ không phải một trang trại anh đâu ạ. Đây con chúa đây quý chị nhé. Phải bắt lại được thôi đâu. Nữa đâu, bắt lại con đi uống. Ai? Loạn à? Không thể đem lên được à? Để giải quyết xong một tí rồi qua, nói thôi. Giải quyết đi xong đi á. Thì quá. Vẫn không có tổ đựng gì nữa. Không có cái thang bao nhưng... à? Mạng nhiều nhanh nên không mất thì... Bắt thôi mất đâu. Nó để tôi vô tôi coi bắt đâu thì kiểm thang đây tôi đang mắc cái việc đây một tí nữa tôi vô với ong là hắn chưa bay đi sao không hắn với con tổ nó hắn mới nở ra đấy hắn chưa bay đi đấy, sao đâu trong nghề nghiệp anh em anh nhờ nhau quý anh chị thấy nhiều lúc làm nghề nào chúng ta phải nên hỗ trợ nhau quý anh chị nhá đang giải quyết đây nhưng mà anh đang cần thiết thì chúng ta phải nên bọn em sẽ tách ra cái này xong bọn em kiểm tra xong cái mủ này xong sẽ đi giải quyết cho anh bạn bị ong tách đàn đang ở trên cây trên ngọn cây đừng quý anh chị nhé ong trên ngọn cây về đấy con mủ chúa đang ở trên quý anh chị em đang để cái đàn bên đây có mủ chúa đó con chúa sẵn rồi nở rồi quý anh chị nhé quên cái mủ chúa đây ạ mủ chúa ở trên cái nắp tôn của chúng ta đây anh đang cầm xem đây quý anh chị anh giải quyết một cốc bóng tách đi của lọn giải quyết anh đang phải giải quyết cái mủ cấp tạo của anh chị nhé cái con chúa thì như quý anh chị thấy đây cái mủ chúa đây là cái mủ chúa của chúng ta nhé đây mủ chúa đây quý anh chị anh đang cắt cái mủ chúa tiếp cấp tạo cái này thì bọn em sẽ bỏ cái ổ này chưa anh Trường ạ chưa anh nghe kêu mấy ổ này chưa quý anh chị ổ này vẫn đang non nó già đầu nhưng mà chưa chuẩn bị nở quý anh chị nhé ở đây như con chúa đây này quý anh chị thấy đây con chúa đây con chúa của chúng ta đây ạ và em sẽ bỏ vào cái tổ bên này luôn nhé để thả luôn ạ vì cái này chưa có mùi gì nó chưa có sợ đâu quý anh chị nhé đây con chúa đây ạ
cái mũ này chưa ăn thua không nhá, mũ đang nó tôn không? Đây đây đây. Đó, anh thả luôn quý chị, thả luôn để mà em sẽ phải đi theo anh vào trong bắt đàn ong tách đàn của anh bạn nhé. Đó, anh đang bỏ đây cái đơn giản quý chị này, em cẩn cảnh thôi. Đang chui, đang bò đó. Đó, con chúa đã bò đó, bắt quý chị nhé. Quân nó không bảo con chưa thấy vấn đề, không có vấn đề quý chị nhé. Đó, như đang nằm trên nắp thùng này, con này không chịu đi nhỉ? Hả? Quân chặn à? Hả? Chưa có mùi, có mùi đó. Nó chui xuống, rồi xuống này quý chị nhé. Bắt nó xuống nhé. Nếu như mà, nước thơm quá. Nếu như con chúa này để lâu quá mà chúng ta không xử lý mà bỏ vào ngay, nó sẽ bao vây quý chị nhé. Nếu mà có con chúa sẵn này, quý anh chị phải thay con chúa này, nó nở ra một khoảng tầm vài tiếng nó có mùi chúa thì chúng ta phải nên để cho cảm giác cho đàn ong nó mất chúa thì chúng ta bỏ vào nhé. Mất từ 6 tiếng đến 12 tiếng này. Con chúa non này. Chúa non này chưa có mùi đó. Còn cái mủ đây là ra sao? Rồi quy trình kiểm tra cái mủ chúa của chúng ta mà thay chúa đây đã kết thúc ở đây nhé. Rất mong quý anh chị xem hay nhớ ủng hộ em ạ. Và bằng cách bấm vào nút đăng ký kênh nhá. Để là người đầu tiên nhận được, em xin chào anh chị đi theo rau sau nhá. Rồi cuối video em Tony Tiến xin phép dừng đây nhá. Anh đang nghe cái mũ đó. Rất mong quý anh chị bà con chúng ta xem thấy hay thì nhớ tặng em một like và nhớ bấm nút đăng ký kênh ạ. Của Tony Tiến Sơn Đoòng để người đầu tiên nhận được khi em Tony Tiến tùy theo anh. Con đi dài chưa? Con đi dài chưa? Hả? Con dài chưa?